Xin chào tất cả mọi người. Vì lý do sức khỏe mà một tuần nay, hôm nay Linh mới lại có thời gian, cũng có nhiều năng lượng hơn để chúng ta cùng nhau tham khảo về một vấn đề. Đó là nếu như lựa chọn trong cái phân khúc tầm khoảng 4 triệu đồng thì chắc chắn là có nhiều anh em đang lăn tăn giữa hai sản phẩm chính là Topping D50S đây, trên màn hình và SM, SL, SD6. Video này Linh sẽ cùng mọi người chúng ta đi vào những đặc điểm để đánh giá và chúng ta xem là nên lựa chọn sản phẩm nào trong bộ dàn nhà mình nhé. Đầu tiên cho phép Linh gửi lời chào đến tất cả những ai đang theo dõi video của Nhà số Hà Nội. Linh luôn luôn chúc chúng ta có thật nhiều sức khỏe. Qua một thời gian mà Linh nằm viện á thì có một cái điều mà mình thấy là đôi khi mọi người nói mình không tin nhưng đến khi mình trải qua thì mình mới nhận ra được, đó chính là người khỏe thì người ta mong muốn rất nhiều thứ, mong muốn chúng ta có một vị trí cao hơn trong xã hội, mong muốn có nhiều tiền bạc hơn, mong muốn được du lịch đây du lịch đó, được trải nghiệm nhiều âm thanh hay. Nhưng khi đã nằm trên giường bệnh tại bệnh viện thì chúng ta có lẽ chỉ mong muốn một điều duy nhất, đó là thật khỏe mạnh, bước chân đi trên đôi chân của mình, chúng ta có thể đi dạo, chúng ta có thể hít thở như những người bình thường. Thì đó là cái điều Linh luôn luôn chúc chúng ta, chúc cho mọi người thật thật nhiều cái sức khỏe đó và sẽ không bao giờ hết sức khỏe, không bao giờ hết niềm vui trong cuộc sống của chúng ta. Quay trở lại video ngày hôm nay, D50S và SML SD6 có lẽ là cặp sản phẩm mà rất nhiều anh em đang phân vân. Trên thực tế là có nhiều anh đã nhắn tin cho Linh là nên lựa chọn sản phẩm nào phù hợp hơn với bộ dàn nhà mình. Thì ở đây Linh sẽ đưa ra một số các tiêu chí để chúng ta đánh giá. Tiêu chí đầu tiên về giá thành. Chắc chắn rồi, giá thành luôn luôn là một cái tiêu chí mà chúng ta cần phải suy nghĩ đến. Trong thời buổi kinh tế hiện nay, mọi việc khó khăn hơn, chúng ta đi làm kiếm đồng tiền nó cũng khó hơn, tiêu đồng tiền chúng ta cũng cần phải suy nghĩ kỹ hơn. Và hiện nay SML SD6 đối với Nhạc số Hà Nội trực tiếp giảm giá từ 4.150.000 chỉ còn 3.950.000 nhá mọi người nhá. Đấy, kèm quà tặng, không tính quà tặng thì chúng ta miễn phí rồi. Còn đối với Topping D50S đấy, với những cái ngày đầu ra thị trường nó có giá 4 triệu 9 rồi 5 triệu 2 nhưng đến bây giờ nó chỉ còn lại là 4 triệu 600 nghìn. Và cụ thể nếu như ai thực sự muốn sở hữu sản phẩm D50S thì Nhà số Hà Nội sẽ hỗ trợ mọi người chỉ còn 4 triệu 500 nghìn nhé mọi người nhé, nếu như chúng ta thanh toán trước 100%. Một chiếc là 4 triệu 500 nghìn, một chiếc là 3 triệu 950 nghìn, mức giá chênh nhau nó là 550 nghìn. Chúng ta có thể đắn đo, chúng ta có thể suy nghĩ, nhưng nếu như thoải mái về kinh tế thì chắc chắn là chúng ta cần phải đi thêm đến cái yếu tố thứ hai. Vậy là yếu tố thứ hai ở đây Linh cần đề cập tới, đó là bộ đôi chip xử lý. Đối với Topping D50S thì xử lý cho chúng ta cặp đôi ESS Technology 9038Q2M, một cặp đôi nhá. Đấy, tức là nó xử lý độc lập hai kênh. Và SMSL SD6 thì sử dụng bộ chip mới hơn của AKM đến từ Nhật Bản, đó là AKM4493S. Cái này thì nó sở hữu công nghệ Velvet Sound á, tức là cái công nghệ rất mới xử lý cho âm trầm. Đặc biệt là âm trầm của D6 nghe rất tròn, sâu và êm. Đấy là đặc điểm mà khó có dòng chip đời mới nào bây giờ trong cái phân khúc tầm tiền 4-5 triệu làm được, kể cả Topping D50S. Đặc biệt về âm trầm thì Linh đánh giá là D6 với cái bộ đôi chip AKM4493 là hơn. Còn về xử lý, về tốc độ xử lý cũng như là chất lượng âm thanh thì có lẽ là ES9038Q2M đâu đó vẫn nhỉnh hơn một xíu. Thực sự là nhỉnh hơn một xíu thôi. Hai sản phẩm này đều có hai chip xử lý độc lập hai kênh. Vậy nên là mọi người yên tâm với việc chơi âm thanh, chúng ta chơi một cách hoàn hảo nhất, chơi một cách chuẩn chỉ và về độ bền là tuyệt vời. Đến yếu tố thứ ba là ngoại hình. Mọi người có thể thấy Linh sẽ cùng cầm hai sản phẩm này lên để chúng ta xem. Đây, em có thể quay lên đây cho anh.
Đây. Link để đây để chúng ta cùng so sánh về ngoại hình. Về ngoại hình thì SMSL D6 to hơn. Nó to hơn về hầu hết mọi mặt, chiều ngang cũng to hơn. Đây mọi người thấy này, chiều sâu cũng sâu hơn. Và chiều cao thì cũng cao hơn một xíu. Đấy, mọi người nó sẽ chênh nhau tầm khoảng đây tầm khoảng 7 ly. Và khi mà cầm lên, đặc biệt khi cầm lên thì D50S lại nặng hơn. Nhiều anh em đánh giá là nặng hơn thì là thiết kế tốt hơn, nhưng thực ra là phải là người bán sản phẩm, phải là người xử lý sản phẩm thì chúng ta sẽ thấy là D50S có một cái đặc điểm thiết kế rất là hay, đó là phần phía giữa của D50S người ta lại làm một cái cục nhôm, mình có thể nói là một cục nhôm đúc rất là nặng. Thành thử ra là cầm D50S rất nặng. Có lẽ là cái đó là cái nơi mà nó sẽ xử lý được triệt tiêu nhiễu sóng radio hoặc là nhiễu các cái tần số rất là tốt. Đây là cái đặc điểm D50S. Trước giờ anh em rất thích, cầm cực kỳ đầm tay. Đấy. Thiết kế về mặt ngoại hình bao gồm cả phần màn hình. Ở đây thì có thể nhiều anh em đánh giá là D50S có một màn hình đầy đủ thông số hơn. Thì trên thực tế là khi mà nhìn D50S, mọi người có thể thấy toàn bộ các thông số từ đây này, từ các cái cổng đầu vào Bluetooth, USB, Optical và Coaxial báo cho chúng ta âm lượng. Đấy, báo chúng ta âm lượng và báo cho chúng ta tần số lấy mẫu ở phía dưới. Nó khá là nhỏ. Còn trên SMSL D6 mọi người có thể thấy này, màn hình hiển thị một thông số thôi nhá. Ở đây là tần số lấy mẫu là 44.1. Hoặc chúng ta có thể thấy các cổng đầu vào, ví dụ như Coaxial này, USB, Bluetooth, Optical, và nó sẽ quay trở lại màn hình hiển thị. Tức là nếu như để ở cái chế độ bình thường cứ nghe nhạc thì chúng ta chỉ được xem đúng mỗi tần số lấy mẫu thôi, và có thể điều chỉnh âm lượng. Đó. Nhưng đặc điểm của D6 lại cho chúng ta một cái phía trước, đó là cường lực bóng rất đẹp, có thể nói là nhìn rất sang trọng. Quay thẳng như thế này chúng ta sẽ không thấy được độ bóng của nó, nhưng nếu như quay ngang thì mọi người sẽ thấy rất đẹp nhé. Thiết kế đẹp lắm, bóng sáng và rất là tinh tế. Để trong bộ dàn là chúng ta ngoài việc chơi âm thanh hay thì chúng ta cần có độ thẩm mỹ. Nhiều bác mua bên em những con rất đắt tiền, các bác nói rằng là ok con nào âm thanh nghe chả hay, nhưng tao thích con này vì cái ngoại hình của nó đẹp. Tao mua bên mày bởi vì tao thấy sản phẩm nó đẹp. Hoặc là giống như các bác ra Thế Giới Di Động hoặc là FPT Play hay là Điện Máy Xanh, các bác thấy toàn những cô bán hàng đẹp thôi. Đôi khi chúng ta mua sản phẩm bởi vì người bán đẹp, đúng không ạ? Còn quay trở lại với D5S, ngoại hình nhỏ nhắn hơn nhưng lại cho chúng ta hai lựa chọn về màu sắc, có thể lựa chọn màu vàng, có thể lựa chọn màu đen. Và đối với D50S, nếu như chúng ta chơi cả bộ com lê gồm DAC này, Music Server và nguồn tuyến tính thì trông nó lại rất là đẹp, và chúng ta có thể trưng bày được nhiều nơi, nhìn khá là sang trọng với cái màu, có thể nói là màu của D50S người ta sơn rất là tinh tế. Đó. Rồi. Quay đến vấn đề thứ ba, đó chính là nhu cầu sử dụng của chúng ta. Đây là cái đặc điểm có lẽ rằng chúng ta nên đặt hàng đầu nếu như các yếu tố vừa rồi không phải là quan ngại. Nhu cầu sử dụng là chúng ta chơi cổng quang, chơi cổng USB, đấy, chơi cổng đồng trục, chơi cổng Coaxial, Bluetooth, và chúng ta chơi như thế nào trong bộ dàn nhà mình. Thì trên đây D50S nói về kết nối Bluetooth thì D50S lại hơi đuối hơn một xíu so với D6. Trong khi D50S chỉ sử dụng Bluetooth đến 5.0 thì D6 đã sử dụng đến 5.1. Tức là tự nhận diện Bluetooth và tự kết nối nếu như khi chúng ta bật điện thoại lên đã kết nối là nó sẽ tự kết nối. Rất là tiện lợi. Với việc sở hữu con chip là Qualcomm QCC5125, đó cũng là con chip Bluetooth hàng đầu hiện nay. Hầu hết tất cả những dòng giải mã DAC cao cấp cũng vẫn sử dụng con chip đó. Vậy là D6 lại nhỉnh hơn một chút so với D50S về cổng kết nối Bluetooth. Còn lại về USB, về cổng quang, về đồng trục thì chúng ta đều xử lý đến tối đa là DD512, PCM là 32 bit, và tần số lấy mẫu là 768 kHz, xử lý một cách mượt mà và trơn tru.
Có một đặc điểm ở đây, nếu như chúng ta muốn chơi đồng thời một lúc hai bộ dàn, hoặc chúng ta chơi cả karaoke, thì D6 lại có ưu thế hơn. Mọi người, mọi người thấy cái điểm ưu thế ở trên D6 không? Đó chính là cho chúng ta hai cổng kết nối đầu ra. Rất rất hay ở cái đặc điểm này. Có thể nói là trong phân khúc này có lẽ là chỉ D6 làm được điều đó. Đây, D50S sở hữu một cặp cổng RCA out gồm có left và right. Trong khi đó, D6 sở hữu hai cổng đầu ra, một là RCA và thứ hai đó là cổng 3 lần TRS 6.35 ly. Đây hoàn toàn là một cặp cổng cân bằng Canon. Tốt, chất lượng rất tốt và chúng ta có thể chơi đồng thời một lúc hai bộ dàn. Linh đã nói rất nhiều về vấn đề chơi hai bộ dàn này rồi. Nếu như mọi người chơi karaoke một bộ dàn nhá, chúng ta sẽ đấu trực tiếp cổng 6.35 TRS này xuống thẳng âm ly. Không qua vang, không qua lọc xì, không qua nâng tiếng. Chúng ta xuống thẳng âm ly, chúng ta nghe được âm thanh tròn trịa nhất, chi tiết nhất, tách bạch nhất và hay nhất. Và nếu như chúng ta muốn hát karaoke, xử lý tiếng nhạc từ TV, thì chúng ta sử dụng cổng RCA này, chúng ta đấu vào vang. Chúng ta đấu như bình thường và chúng ta có những bản karaoke với chất lượng nhạc, tiếng trống oánh thuỳnh huỳnh, tiếng trống oánh mạnh, lực. Đấy, nhạc nghe chi tiết, tiếng guitar ra guitar, saxophone ra saxophone, piano ra piano. Vậy thì đó lại có đặc điểm tốt hơn so với D50S. Đấy là về cách sử dụng nhá. Đây có lẽ là cái yếu tố anh em Linh khuyên một lần nữa là nên cân nhắc, thực sự cân nhắc. Cái này hay tuyệt vời luôn, rất rất hay. Hay kể cả chúng ta đánh hai bộ dàn, đánh mono block hay chúng ta đánh kiểu gì đi chăng nữa, thì hai cái cổng ra này vẫn luôn luôn là tối ưu hơn. Và nếu như chúng ta lấy những cái nguồn 5V bình thường như điện thoại thì chắc chắn nó sẽ có một cái nhiễu nhất định. Bởi vì chơi audio ai cũng biết là nhất điện nhì phòng mà. Cái nguồn bình thường nó sẽ không thể cung cấp cho chúng ta một dòng điện ổn định được. Nó khác biệt so với D6. Nhưng cái nhược điểm đấy nó cũng lại là ưu điểm. Bởi vì thực tế D50S thiết kế sử dụng nguồn 5V như thế này, đó là để người ta sử dụng với một bộ nguồn tuyến tính đi kèm của tốp binh, đó chính là tốp binh P50. Và nếu như sở hữu được cái nguồn tuyến tính P50 có mức giá đâu đấy khoảng 2.8, 2.9 thì âm thanh của D50S nhảy lên một tầm cao mới. Ở lúc ấy nó lại có thể so sánh được với những con 7 triệu, 8 triệu, 9 triệu hoàn toàn xứng đáng. Và trong giới hạn kinh tế của chúng ta thì nguồn của D6 bình thường cắm vào điện sẽ hay hơn nguồn của D50S. Và đến yếu tố cuối cùng, nếu như chúng ta không quan tâm đến những yếu tố vừa rồi, chúng ta chỉ chơi một bộ dàn thôi, chúng ta chỉ quan tâm đến âm thanh nó như thế nào, thì Tobin và SML luôn luôn là hai trường phái âm thanh khác nhau. Trong khi Tobin cho chúng ta âm thanh nghe rắn giỏi, nghe khỏe khoắn, nhiều năng lượng, phù hợp với nhiều người chơi hệ âm thanh, đó là chúng ta có thể nghe nhiều thời gian, nhiều ngày, nhiều thời điểm trong ngày, chúng ta chơi nhiều thể loại nhạc khác nhau, chúng ta không bị mệt, chúng ta nghe nhạc mạnh cũng được, nghe disco cũng được, đúng không? Rồi chúng ta nghe đồng quê cũng được, thì D50S sẽ làm được việc đó, cung cấp cho âm thanh chi tiết, mạch lạc, rõ ràng, không bị dính. Chúng ta thấy là khi mà ca sĩ đối với những giọng nghe có độ trầm, chúng ta có nghe cái độ âm nó hơi kéo dài đằng sau, thì những con giải mã ở phân khúc tầm trung này sẽ xử lý được việc đó. Ta nghe hoàn toàn thấy kể cả một cái nốt xuống thật sâu cũng như là một nốt lên thật cao là đều tách bạch, tạo lên một âm trường, tạo lên một âm hình rất là rộng. Trong khi đó, SML SD6 vẫn mang lại cho mọi người một độ chi tiết không có kém gì so với D50S cả. Và nó lại mang một màu sắc âm thanh có thể nói là nhẹ như thu Hà Nội, rất êm, rất dịu dàng và phù hợp đối với những ai thích chủ yếu nghe dòng nhạc vàng. Chúng ta nghe nhẹ nhàng, nghe tình cảm, chúng ta nghe như Phương Phương Thảo chẳng hạn,
thì chúng ta nên sử dụng D6, bởi vì thực sự nó rất rất là phù hợp. Cũng như chúng ta chơi âm ly, chúng ta chơi loa vậy á. Đó. À, âm ly đi kèm với loa, ví dụ như JBL chúng ta đi với Lukman chẳng hạn, à, thì chúng ta lại nghe dòng nhạc như thế nào, dòng nhạc vàng, nhạc rộng, à, hay chúng ta thích nghe những bản hòa tấu nhiều acoustic thì chúng ta có thể sử dụng đến những đôi loa cây của Anh, ví dụ như Beandub, hay chúng ta chơi của Đức như là Elac, và chúng ta sử dụng những con âm ly của châu Âu, ví dụ như là Rothel, Neem hay là Lin, nó sẽ phù hợp. Bởi vì rõ ràng là nó sẽ có những cái màu sắc khác nhau phù hợp với từng người khác nhau. Vậy nếu như những yếu tố đầu tiên Linh nêu không phải là vấn đề quan tâm của mọi người thì mọi người nên chú ý đến cái màu sắc âm thanh nhé, để chúng ta lựa chọn được một sản phẩm phù hợp nhất với bộ dàn nhà mình, để chúng ta nghe, chúng ta thấy đồng tiền mình bỏ ra nó thực sự là xứng đáng. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi video, và nếu như chúng ta còn thắc mắc cũng như là cần tư vấn về sản phẩm DAC, tất nhiên ngoài DAC thì còn rất nhiều cái Linh có thể tư vấn cho mọi người, thì chúng ta có thể điện cho Linh qua hotline là 0766 030 050. Linh sẽ trực tiếp tư vấn, hướng dẫn cũng như là chỉ cho mọi người rất nhiều cách chơi nhạc hay. Cảm ơn mọi người và chúc mọi người sẽ có một thời gian vui vẻ.